Ngày 22 tháng 11, đồng chí Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cùng Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh ứng cử tại huyện Quỳnh Nhai đã tiếp xúc cử tri xã Mường Rôn và Triềng Khay trước kỳ họp thứ 8 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 15, nhiệm kỳ 2021-2026. Tại hội nghị, đại diện tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đã báo cáo kết quả kỳ họp chuyên đề lần thứ 14 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 15, thông báo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri, dự kiến nội dung, thời gian, địa điểm tổ chức kỳ họp thứ 8 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 15. Cử tri xã Trường Khay kiến nghị với Hội đồng Nhân dân và các ngành chức năng của tỉnh, huyện sớm triển khai dự án đo đặc địa chính trên địa bàn huyện Quỳnh Nhai, nâng cấp mở rộng tuyến tỉnh lộ 107 đoạn qua Mường Dôn, Triềng Khay, bố trí nguồn vốn đầu tư xây dựng nhà văn hóa bản. Cử tri xã Mường Rôn kiến nghị sớm triển khai đề án hỗ trợ phát triển đại gia súc các bản đặc biệt khó khăn, xem xét hỗ trợ phát triển vùng nguyên liệu cây quế và cây đa mục tiêu gắn với nhà máy sơ chế trên địa bàn, tạo việc làm cho nhân dân địa phương, đầu tư xây dựng công trình cấp nước sinh hoạt tại bản kéo ca, nâng cấp hạ tầng viễn thông trên địa bàn xã đồng chí phó bí thư thường trực tỉnh ủy và tổ đại biểu hội đồng nhân dân tỉnh ứng cử tại huyện quỳnh nhai đã tiếp thu giải đáp những ý kiến kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền và tổng hợp các kiến nghị của cử tri chuyển đến các cơ quan chức năng xem xét giải quyết theo quy định đồng thời đề nghị xã triềng khay và mường rôn tiếp tục phát triển các mô hình kinh tế phù hợp với điều kiện đặc thù của địa phương vận động nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới trên cơ sở phát huy nội lực trong nhân dân và quản lý hiệu quả các nguồn vốn hỗ trợ của nhà nước quan tâm công tác đào tạo nghề và tạo việc làm cho lao động nông thôn hướng tới hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế xã hội nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân